Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bước ngoặt vĩ đại của cách mạng. Phòng chống dịch COVID-19 tại chợ dân sinh. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Myanmar. Mỹ sẽ chuyển trực tiếp vaccine ngừa COVID-19 đến các hiệu thuốc. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, đất nước ta vô cùng phấn khởi khi Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 thành công tốt đẹp. Trong không khí vui tươi rộn ràng ấy, hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tự hào nhìn lại 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản họp tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng Thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt và điều lệ vắn tắt của Đảng. Ngày 3 tháng 2 được lấy làm ngày thành lập Đảng. Ngay sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh, tạo nên những cao trào cách mạng rộng lớn trong những năm 1930-1931, mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, được đánh giá là cuộc tổng diễn tập cách mạng đầu tiên sau ngày thành lập Đảng. Ta mới hiểu tại sao người đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Điều này hoàn toàn không có gì trái với những cái nguyên lý kinh điển của chủ nghĩa Mác cả, cũng như với thực tiễn cách mạng thế giới cả. Cái vĩ đại của Hồ Chí Minh và cái bản lĩnh sáng tạo của Hồ Chí Minh là đã nhận thức cái mối quan hệ giữa dân tộc với giai cấp trên lập trường giai cấp công nhân, và giải quyết vấn đề giải phóng dân tộc trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhân. Từ khi có Đảng lãnh đạo, cách mạng Việt Nam vững bước vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng tháng 8 năm 1945, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thu non sông về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong nghèo nàn và lạc hậu, giữa bộn bề gian khó do hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại, sự bao vây cấm vận của các thế lực thù địch, Đảng ta luôn giữ vững, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khởi xướng và lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trải qua 12 kỳ đại hội Đảng và thành công của Đại hội Đảng lần thứ 13, tiếp tục khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo, đưa đất nước ta tiến lên một tầm cao mới, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời thể hiện niềm tin của nhân dân vào Đảng ta. Trong không khí chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2021 và đón xuân Tân Sửu đang về mang theo những điều tốt lành, chúng ta tự hào và tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc ta và tương lai tươi sáng của đất nước ta. Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam, văn hiến và anh hùng. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, muôn năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
91 năm đồng hành cùng dân tộc, Đảng ta luôn tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đề cao pháp luật của nhà nước, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, lãnh đạo toàn quân, toàn dân qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay. Tối qua ngày 2 tháng 2, tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề Khát vọng tỏa sáng. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội phối hợp thực hiện, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa nhân dân tối cao, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Lấy cảm hứng từ chủ đề xuyên suốt của đại hội, chương trình Khát vọng tỏa sáng gợi ca vai trò lãnh đạo của Đảng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và khát vọng tỏa sáng của đất nước. Chương trình quy tụ 1.600 nghệ sĩ, diễn viên, kỹ thuật viên đến từ Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Múa Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi khác. Chúng ta vừa biết là vừa mới kết thúc một thời gian đại hội Đảng với những cái kết quả rất là tốt đẹp. Và cái đó nó không nằm ngoài sự mong đợi của người dân. Và muốn như vậy mình phải nói đến gì, cái thông điệp đây là cái niềm tin, có niềm tin chúng ta sẽ có tất cả. Việt Nam sẽ phải thực sự là một đất nước độc lập, dân tộc và phải phồn thịnh để phát triển. Phần biểu diễn nghệ thuật bao gồm 3 chương với ý tưởng chủ đạo về khát vọng, dân tộc và thịnh vượng. Dưới cờ Đảng quang vinh, những mùa xuân dâng Đảng và thanh thang trên đường mới. Màn chống hội hào khí non sông với màn trình diễn phức hợp rồng thiêng bay lên do khoảng 500 nghệ sĩ, diễn viên trình diễn đã mở màn chương trình. Đây là một chương trình là 5 năm chỉ là một lần, nên là khi mà em được tham gia thì em thấy rất là tự hào. Đây vừa là một nhiệm vụ mà là một trách nhiệm mà em phải thực hiện. Cũng như cái tên của chương trình này, Khát vọng tỏa sáng, nó cũng là cái ước mong của cá nhân tôi cũng như của người dân nói chung. Tin tưởng vào cái thành công của đại hội để dẫn dắt đất nước Việt Nam mình thêm những vươn lên những tầm cao mới, những cái thành công mới và được tỏa sáng với bạn bè nam châu quốc tế. Mặc dù trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID, nhưng ban tổ chức chương trình tuân thủ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho những người tham gia. Chương trình đã tạo khí thế hân hoan, góp phần động viên, khích lệ thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức học tập, rèn luyện, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra. Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đã có rất nhiều vấn đề quan trọng được đưa ra để báo cáo đánh giá. Bài tham luận phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam trong sự phát triển bền vững đất nước của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại, làm sao để văn hóa hoàn thành nhiệm vụ, soi đường cho quốc dân đi như lời Bác Hồ đã khẳng định. Nhìn lại 5 năm sự nghiệp phát triển văn hóa xây dựng con người Việt Nam, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng cũng không thể phủ nhận những kết quả quan trọng đã đạt được. Nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa được nâng lên, các thể chế văn hóa, chính sách văn hóa dần được hoàn thiện, nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo vệ và phát huy giá trị truyền thống. Điều này góp phần không nhỏ trong việc xây dựng hoàn thiện con người Việt Nam ngày càng năng động, luôn hướng về những giá trị chuẩn mực của văn hóa truyền thống, của đạo lý tình thương, đoàn kết, lá lành, đùm lá rách. Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cũng như là ngành văn hóa, thể thao, du lịch các địa phương chú trọng tập trung xây dựng con người từ trong gia đình. Bởi vì chúng tôi cũng xác định rằng là gia đình là cái nền tảng của xã hội. Gia đình mà tốt thì xã hội sẽ tốt. Cái thứ hai, tập trung để xây dựng đạo đức lối sống con người trong trường học, giáo dục cho cái lực lượng cán bộ cũng hết sức quan trọng, gắn với thực hiện và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, bài tham luận cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế tồn tại. Khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, dân tộc, các bộ phận dân cư chồng được thu hẹp. Đời sống, văn hóa, tinh thần ở nhiều nơi còn nghèo nàn, đơn điệu. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đảng và trong xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả. Để mà khắc phục những cái biểu yếu kém đó thì tôi nghĩ thế này này. Trước hết là chúng ta phải quán triệt những cái quan điểm, những nghị quyết của đảng, được pháp luật của nhà nước về văn hóa, hỗ trợ những cái văn hóa, những cái mặt tốt, những cái ưu điểm, nhưng đồng thời cũng phải biết điều tiết, điều chỉnh những cái lệch lạc, những cái yếu kém trong hoạt động văn hóa. Ngoài việc nâng cao vai trò của con người, thì bài tham luận cũng đưa ra những giải pháp cụ thể để phát triển văn hóa trong thời gian tới. Đặc biệt nhấn mạnh văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Văn hóa phải có tiếng nói mạnh mẽ, kiên quyết hơn nữa đối với những quan điểm mơ hồ, sai trái, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, đồng thời phải tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, đưa các quan hệ hợp tác quốc tế về văn hóa vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Có thể nói, phát triển văn hóa, xây dựng con người là sự nghiệp khó khăn, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, của mỗi gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Bây giờ là thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước. Tính đến 6 giờ ngày hôm nay ngày 3 tháng 2, cả nước ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, trong đó Hà Nội 1 ca, Bình Dương 2 ca, Hải Dương 2 ca, Gia Lai 4 ca, nâng tổng số ca mắc lên 1.891 ca. Tính đến 6 giờ ngày 3 tháng 2, ghi nhận 9 ca mắc mới, cụ thể tại Hà Nội 1 ca, Bình Dương 2 ca, Hải Dương 2 ca, Gia Lai 4 ca, nâng tổng số bệnh nhân lên 1.891 ca. Tổng cộng 1.003 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 310 ca. Số người hiện được cách ly và theo dõi sức khỏe 27.714 ca, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 227 ca, cách ly tập trung tại cơ sở khác 20.917 ca, cách ly tại nhà nơi lưu trú 6.570 ca. Tính đến sáng nay, tỉnh Gia Lai ghi nhận 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Dù diễn biến còn phức tạp, tuy nhiên, theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Gia Lai thì mọi lực lượng đang dồn sức truy vết, khoanh vùng, quyết tâm khống chế dịch trong thời gian sớm nhất. Nhằm tăng cường hỗ trợ cho các điểm dịch tại các huyện thị, 50 cán bộ nhân viên y tế đã được tuyển chọn điều động từ các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai vào tuyến đầu chống dịch. Đến ông giáp Tết nhưng mà anh em cũng sẵn sàng là bỏ qua tất cả và chúng đem hết quyết tâm để chúng cùng bà con đi truy vết từng nhà từng ngõ và đẩy lùi cái dịch COVID này để cho cái cuộc sống của bà con nó được trở lại bình thường. Ngoài việc hướng dẫn đội ngũ y tế về các biện pháp chuyên môn, đoàn công tác Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cũng sẽ cử 3 đội phản ứng nhanh vào vùng dịch, cùng với đó là trang thiết bị máy móc hóa chất để hỗ trợ ngành y tế Gia Lai. Nếu như chúng ta làm thông thường thì một ngày chúng ta có thể làm được từ 2 đến 400 mẫu. Còn nếu như mà cần thiết mà phải trộn mẫu, cần tăng tốc thì chúng tôi có thể làm được 1.000 mẫu một ngày. Đến nay, ngành y tế đã tiến hành truy vết được trên 1.000 F1, F2, F3 tại các huyện phía đông nam tỉnh Gia Lai gồm thị xã Yaunpa, huyện Iapa, Krongpa, Phú Thiện. Công tác truy vết khoanh vùng khống chế dịch đang được các ngành chức năng tích cực triển khai. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, sau khi phát hiện trường hợp dương tính và đánh giá nguy cơ lây nhiễm, nơi này đã được tạm dừng hoạt động để xử lý. Đối với những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao, ngành y tế sẽ lấy mẫu tập trung. Bằng cái mọi biện pháp, kể cả là tuyên truyền vận động, kể cả các biện pháp cứng rắn, chúng tôi quyết tâm là phải đưa F1 vào và trả lời bằng kết quả xét nghiệm. Thứ hai nữa là tổng cái nguồn nhân lực về cái kết quả xét nghiệm, đặc biệt là cái lực lượng y tế cũng như là các trang thiết bị phục vụ cho đảm bảo trong công tác chống dịch, thì cái giai đoạn mà trong cái lúc mà lan nhanh ở các địa phương thì chúng tôi cũng khá lúng túng. Tuy nhiên là hiện nay là chúng tôi được cái sự hỗ trợ từ bộ cũng như là các cái viện để mà cung ứng chúng tôi kịp thời, thì trước mắt cho đến giờ phút này là cơ bản đảm bảo các điều kiện trong công tác chống dịch. Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, công an, y tế đang truy vết thần tốc các ca nghi nhiễm. Cùng với đó, lực lượng quân đội đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn ở tất cả các ổ dịch và những điểm có nguy cơ lây nhiễm. Tỉnh Gia Lai cũng đã chuẩn bị tất cả các phương án ứng phó với dịch bệnh trong tình huống xấu nhất.
Chợ dân sinh là một trong những khu vực có lưu lượng người qua lại rất đông, do đó khi dịch COVID-19 tái bùng phát trở lại thì việc chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng dịch tại các khu chợ phải được đặt lên hàng đầu. Vào ngày 28 tháng 1 vừa qua, Bộ Y tế đưa ra thông báo khẩn số 28, trong đó có nhiều địa điểm được nhắc đến có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh là tại các khu vực chợ đầu mối, chợ dân sinh. Vì thế, việc chủ động phòng dịch tại những địa điểm này rất quan trọng, nhất là trong thời điểm cận Tết Nguyên đán. Tại nhiều khu vực có mật độ người tập trung cao, các lực lượng chức năng đã phải tổ chức nhắc nhở tuyên truyền thường xuyên. Tổ tự quản của chúng tôi là thứ nhất là đi thường xuyên đi nhắc nhở bà con ở trong khu phố buôn bán là đeo khẩu trang, nhắc nhở khách đến mua hàng cũng phải đeo khẩu trang. Cuối năm thì lượng khách hàng cũng đông hơn ngày thường, mà tôi cũng nhắc nhở khách hàng là đeo khẩu trang này, xịt nước xịt khuẩn này, và coi như là giãn cách mỗi người cách xa 1 mét. Những khu vực chợ đầu mối, chợ dân sinh có lưu lượng người từ khắp nơi qua lại rất đông, nên mang đến khó khăn cho công tác triển khai tuyên truyền giám sát. Mật độ dân cư tập trung về chợ cũng như là trong những ngày này giáp Tết trên địa bàn phường rất là đông đúc. Điều này thì cũng tạo ra rất nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân phường Đồng Xuân cũng đã triển khai kịp thời ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi cũng đang rất là khẩn trương, nhanh chóng trong việc rà soát những cái trường hợp mà có liên quan đi từ vùng dịch theo để báo cáo ban chỉ đạo của quận. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng cá nhân trên địa bàn phường để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các lực lượng công an, y tế phường, rồi là dân quân thường trực cũng đang duy trì lực trực 24/24. Sau nhiều lần phải nghỉ bán, đóng cửa hay giãn cách xã hội gây ảnh hưởng vô cùng lớn đến kinh tế, hơn ai hết, các tiểu thương đều ý thức được tầm quan trọng của việc chủ động phòng tránh dịch. Chính vì thế, trước những diễn biến khó lường của dịch COVID-19, thì bên cạnh việc nhắc nhở của chính quyền, việc tự giác chấp hành các biện pháp đảm bảo an toàn từ phía chính chủ cửa hàng, người lao động và người dân là vô cùng cần thiết. Tiếp theo chương trình, thiếu máu dành cho cấp cứu và điều trị dịp Tết. Tết xưa trong cung đình. Thưa quý vị, để bảo đảm giao thông, đặc biệt là chống bến cóc xe dù tại khu vực trước các bến xe khách, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang triển khai kế hoạch lập 7 chốt tuần tra ngay tại các bến xe lớn trên địa bàn thành phố. Nhiệm vụ chính là phân luồng hướng dẫn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cổng ra vào của bến xe, giám sát kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm các quy định vận tải, trong đó có dừng đỗ, bắt khách chở quá số người quy định, không cho các xe không đảm bảo các quy định vận tải phòng chống dịch COVID-19 xuất bến. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương triển khai cụ thể về quy trình, thủ tục đổi vé, hoàn vé cho hành khách không thể thực hiện được chuyến bay do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dịch COVID-19 bùng phát tại một số địa phương khiến nhiều hành khách đã mua vé nhưng không thể thực hiện được chuyến bay, gây thiệt hại cho các hãng hàng không và hành khách, đặc biệt là tại các khu vực bị cách ly, phong tỏa. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương thực hiện đổi vé, hoàn vé, kể cả đối với vé có các điều kiện hạn chế đối với hành khách đã mua vé nhưng không thực hiện được chuyến bay, triển khai cụ thể về quy trình, thủ tục đổi vé, hoàn vé nêu trên và kịp thời thông tin rộng rãi cho hành khách qua hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng, trang thông tin điện tử, văn phòng, đại lý bán vé của hãng. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán sắp đến cùng với những ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại nhiều địa phương đã khiến cho lượng máu tiếp nhận của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương giảm nghiêm trọng. Viện còn thiếu khoảng 13.000 đơn vị máu để cung cấp cho cấp cứu và điều trị dịp trước, trong và sau Tết. Theo Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, đã có 30 đơn vị xin hoãn, hủy lịch tổ chức hiến máu với hơn 8.000 đơn vị máu dự kiến tiếp nhận. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu, đặc biệt là nhóm O, nhóm A và hiến tiểu cầu từ nay đến hết tháng 2 năm 2021 và đồng thời mong muốn các cơ quan, đơn vị duy trì lịch hiến máu theo kế hoạch và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, nhân viên, người dân tham gia hiến máu. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu tăng cường phòng chống vi phạm tiếng ồn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhằm giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ an toàn và sự bình yên cho người dân vui đón Tết cổ truyền.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp xử lý hành vi vi phạm về tiếng ồn trong dịp cuối năm và nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Đặc biệt, người đứng đầu cơ sở là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và trưởng công an xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo về nội dung này và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp liên quan vi phạm quy định về tiếng ồn, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự tại địa bàn mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý. Các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm báo cáo chuyên đề về công tác phòng chống vi phạm tiếng ồn trên địa bàn. Thưa quý vị, cá chép đỏ làng Thủy Trầm từ lâu đã thu hút đông đảo giới thương buôn mỗi dịp Tết ông Công ông Táo. Cá ở đây được thị trường khắp nơi ưa chuộng. Theo các cụ cao niên của làng, nghề ươm nuôi cá chép đỏ ở làng Thủy Trầm bắt đầu từ những năm 1960 và phát triển cho đến bây giờ. Người buôn cá chép đỏ không chỉ từ Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Nội hay Hải Phòng, Quảng Ninh mà cá chép đỏ Thủy Trầm còn có mặt tại Trung Quốc để đảm nhận trách nhiệm hộ tống táo quân lên trời. Bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp, việc thu hoạch cá chép đỏ ở làng Thủy Trầm đã nhộn nhịp. Từ khi cá chép đỏ Thủy Trầm được đăng ký, bảo hộ thương hiệu và quảng bá nên được nhiều người biết đến. Từ đó, việc tiêu thụ của người dân được thuận lợi. Cá thu hoạch đến đâu, thương lái thu gom mua hết đến đó. Không chỉ phấn khởi về đầu ra do nhu cầu tăng cao, giá cá chép đỏ năm nay tăng gấp đôi năm ngoái nên thu nhập của người nuôi cũng tăng theo. Ở năm nay thì nói chung là con cá đỏ là đẹp, mà nuôi được có thể đạt năng suất. Và đến giờ này là bán 120.000 một cân tại bến. Thế khách hàng đến mua là rất là đông, mà giờ này là sắp hết cá. Cái thu nhập của gia đình thì nó cũng khoảng 40 triệu. Thì chi vào cái Tết năm nay thì nói chung là thoải mái, bà con phấn khởi mà. Nghề nuôi cá chép đỏ ở làng Thủy Trầm có từ năm 1960. Hiện nay ở làng Thủy Trầm có gần 300 hộ nuôi cá chép đỏ với diện tích hơn 30 hectare. Năm nay sản lượng dự kiến đạt khoảng 45 tấn. Bình quân mỗi hộ nuôi có thu nhập từ 40 đến 70 triệu đồng một năm. Với cái hướng giá cả nó như vậy là tăng lên so với mọi năm thì như vậy là phần lớn các hộ gia đình chúng tôi sẽ tập trung vào, mà sang năm thì như vậy là sẽ nâng cái diện tích nuôi thả lên và đồng thời đẩy mạnh các cái khâu thâm canh để mà như vậy là nâng cao cái sản lượng để góp phần đảm bảo cho cung cấp cái 2-3 tháng chạp đủ cái lượng cá trên các cái tỉnh như vậy là có cái nhu cầu và đảm bảo cho nguồn thị trường cung cấp cho bà con như vậy đón cái Tết 2-3 tháng chạp. Với thương hiệu được bảo hộ độc quyền, đây là cơ hội để làng nghề nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm tiếp tục duy trì và phát triển, tạo việc làm và thu nhập cho bà con nông dân. Dưới triều Nguyễn, Tết Nguyên đán là một trong những lễ Tết lớn nhất trong năm. Chính vì thế mà vào ngày Tết, cung đình tổ chức nhiều nghi lễ long trọng, cầu mong quốc thái dân an, mùa thuận gió hòa. Vậy đó là những nghi lễ gì, tổ chức như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thông qua triển lãm Cung đình đón Tết tại Văn miếu Quốc Tử Giám. Đây là nội dung giới thiệu về lễ ban sóc, tức là lễ cấp phát lịch của triều đình cho các địa phương diễn ra vào ngày 1 tháng Chạp hàng năm. Lễ ban sóc cũng chính là nghi lễ đầu tiên mở màn cho các nghi lễ đón Tết trong cung đình triều Nguyễn. Tiếp đó là một loạt các nghi lễ được diễn ra trước, trong và sau Tết như lễ hợp hưởng, lễ phong ấn, lễ tuế trừ, lễ thượng tiêu. Các nghi lễ tưởng như khác xa với Tết cổ truyền trong dân gian nhưng vẫn có những điểm gần gũi với Tết dân gian, hòa trong nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Trước khi đến triển lãm, nhiều người còn thấy xa lạ khi nhắc về các nghi lễ đón Tết trong cung đình. Vì thế, hơn 80 tài liệu tiêu biểu về Tết Nguyên đán trong triển lãm lần này mang lại những lợi ích to lớn cho mỗi người khi được tiếp cận. Phong tục đón Tết cổ truyền ngày xưa thì là một trong những cái khiến em cảm thấy nó không chỉ phục vụ cho việc học mà còn khiến cho mình thỏa mãn đam mê nữa. Và thứ hai là một sinh viên ngoại giao nữa thì cái việc hiểu hơn về Việt Nam, hiểu hơn về văn hóa của mình là một cách khiến cho mình có thể đem văn hóa đấy ra thế giới nhiều hơn ạ. Dưới góc độ của những người nghiên cứu lịch sử, triển lãm là hoạt động định hướng một cách tích cực về việc ăn Tết, chơi Tết trong bối cảnh hiện nay. Nhiều người trong giới trẻ bây giờ đấy hăm hở đón Tết nhưng mà chưa biết là phải đón như thế nào, rồi làm Tết, rồi thì ăn Tết, rồi chuyển sang thành vui Tết như thế nào đấy. Thì thông qua những cuộc triển lãm như thế này đấy, chắc chắn sẽ có ích rất nhiều trong cái việc làm cho sâu sắc, nhiều ý nghĩa hơn việc ăn Tết.
Triển lãm kéo dài đến ngày 23 tháng 2 năm 2021 để công chúng có thêm những địa điểm du xuân ý nghĩa trong dịp Tết này. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về Myanmar. Mỹ sẽ chuyển trực tiếp vaccine ngừa COVID-19 đến các hiệu thuốc. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về tình hình Myanmar, song chưa thể nhất trí thông qua một tuyên bố chung do Anh soạn thảo. Phiên họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra vào ngày 2 tháng 2 đã thảo một tuyên bố kêu gọi khôi phục dân chủ tại Myanmar, lên án hành động của quân đội nước này và yêu cầu toàn bộ chính trị gia được trả tự do. Tuy nhiên, tuyên bố bị hoãn vì không có sự ủng hộ của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an. Quân đội Myanmar ngày 1 tháng 2 đã bắt giữ hàng loạt lãnh đạo dân cử và thành viên Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ NLD, trong đó có cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. Cả nước được đặt trong tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm. Toàn bộ quyền lực của các nhánh lập pháp, tư pháp và chính phủ được trao cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, Thống tướng Min Aung Hlaing. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thông báo sẽ bắt đầu chuyển mỗi tuần khoảng 1 triệu liều vaccine COVID-19 tới thẳng hàng nghìn hiệu thuốc trên toàn quốc nhằm nỗ lực giải quyết mối quan ngại về tính công bằng và đẩy nhanh nỗ lực tiêm chủng của nước này. Theo thông báo của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, chính phủ Mỹ sẽ bổ sung hàng triệu liều vaccine được gửi hàng tuần tới các bang, vùng lãnh thổ và các nhóm người, cũng như tới một số hiệu thuốc địa phương. Nhà Trắng cho biết chương trình này sẽ bắt đầu được triển khai thực hiện một cách hạn chế vào ngày 11 tháng 2, trong đó vaccine sẽ được chuyển tới khoảng 6.500 hiệu thuốc trên toàn quốc. Nhà Trắng cũng nhấn mạnh nỗ lực này sẽ được mở rộng và cuối cùng khoảng 40.000 hiệu thuốc bán lẻ, bao gồm cả các hiệu thuốc trong các hệ thống Walgreens, CVS và Rite Aid, sẽ được nhận trực tiếp các liều vaccine ngừa COVID-19 từ chính phủ liên bang. Ngay sau khi chương trình này bắt đầu, những người muốn được tiêm chủng có thể tìm vaccine tại các hiệu thuốc địa phương nếu họ đủ điều kiện được tiêm chủng. Trong khi đó, tại Nhật Bản, tính đến hết ngày 2 tháng 2, nước này đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 lên đến 119 ca, cao nhất từ trước đến nay, do hệ thống y tế quá tải và nhiều trường hợp tử vong khi tự điều trị tại nhà. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết chính phủ nước này đang nỗ lực nhiều hơn nữa, đặc biệt là cải thiện hệ thống cung cấp dịch vụ y tế. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để có thể dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trước thời hạn. Đối với Tokyo, điều kiện đặt ra không chỉ là giảm số ca nhiễm mới xuống dưới 500 ca một ngày, mà tỷ lệ lấp đầy giường bệnh phải giảm xuống dưới 50%. Chính phủ Iran vừa cho biết đã đồng ý thả các thủy thủ của một con tàu Hàn Quốc bị bắt giữ vào tháng 1 năm 2021 vì cáo buộc gây ô nhiễm môi trường. Bộ Ngoại giao Iran cho biết, theo yêu cầu của chính phủ Hàn Quốc, thủy thủ đoàn của tàu Hàn Quốc đã được Iran cho phép rời khỏi Iran. Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết, vụ kiện pháp lý chống lại tàu MT Hankook Chemi treo cờ Hàn Quốc và thuyền trưởng của tàu này vẫn đang diễn ra. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Choi Yong-kun về việc trả tự do cho thủy thủ đoàn trên tàu Hàn Quốc và đề nghị Hàn Quốc giải phóng 7 tỷ đô la Mỹ trong tài khoản của Iran bị đóng băng tại Hàn Quốc do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Iran đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc rằng vụ bắt giữ tàu chở dầu của Hàn Quốc được thực hiện để đáp trả việc Hàn Quốc đóng băng các tài khoản của Iran. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Yong-kun đã đến Tehran vào tháng 1 năm 2021 để thảo luận về các vấn đề của tàu chở dầu cũng như các chi phí liên quan. Tàu MT Hankook Chemi bị bắt giữ ngày 4 tháng 1 có tổng cộng 20 thuyền viên, bao gồm 5 người Hàn Quốc, 11 người Myanmar, 2 người Indonesia và 2 người Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.